Anh chị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay nhiều đôi tình nhân đang háo hức với những dự định cho ngày Valentine 14 tháng 2 vào thứ ba tới đây. Hôm nay tôi không có ý định nói về chủ đề Valentine đâu, chỉ vì ngày lễ tình nhân gợi lên cho tôi một chủ đề tài chính tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Có lẽ sau một quá trình tìm hiểu yêu đương, đích đến ngọt ngào mà các cặp đôi hướng tới sẽ là về chung nhà, cùng xây chung tổ ấm. Từ hai cá nhân độc lập, có cuộc sống riêng, mục tiêu riêng, giờ về chung một nhà, cùng có những mục tiêu chung, có những đứa con chung và cũng cần quản lý tài chính chung nữa. Vấn đề tài chính chỉ là một trong nhiều khía cạnh của cuộc sống hôn nhân, thế nhưng dường như nó lại len lỏi và ngấm ngầm tác động lên các khía cạnh khác của gia đình. Mái ấm mà một đôi tình nhân trẻ từng khát khao xây dựng có thể vì vấn đề tiền bạc làm rạn nứt rồi đổ vỡ. Thật vậy, trong những khảo sát, mâu thuẫn về tiền bạc luôn là nguyên nhân hàng đầu gây lên việc ly hôn. Tại sao lại như vậy? Vấn đề mâu thuẫn tiền bạc thường là vấn đề lớn đối với những cặp vợ chồng trẻ, những cặp đôi mới kết hôn. Họ là những người vốn đã quen với việc tự kiếm tiền, tự tiêu tiền. Họ trở nên bối rối trong việc chia sẻ và quản lý tài chính của mình với bạn đời. Tuy nhiên, không chỉ những cặp vợ chồng trẻ gặp khó khăn, mà những cặp vợ chồng lâu năm cũng có những vấn đề tài chính mà đôi khi những vấn đề này cứ âm ỉ trong nhiều năm như là một quả bom nổ chậm, và rồi cũng đến ngày nó phát nổ. Việc giải quyết hậu quả khi đó khó khăn hơn gấp nhiều lần việc sắp xếp trước đó. Một kiểu quản lý tài chính trong gia đình phổ biến ở Việt Nam đó là một người giữ tất. Thường trong gia đình, người vợ được chọn làm tay hòm chìa khóa, chồng đi làm hàng tháng, đưa toàn bộ tiền cho vợ quản lý, chi tiêu trong gia đình. Cũng có một số gia đình thì ngược lại, nhưng số này ít hơn đáng kể. Phương pháp này có vẻ là hiệu quả do được đánh giá là quản lý tập trung, biết được tiền ra, tiền vào ra sao. Nhưng mặt trái của nó là những câu chuyện kiểu như: vì sao lương tháng nào anh cũng đưa hết cho em, mà lúc nào em cũng kêu thiếu tiền, cần đưa tiền thì lại không có. Tiền đưa nhiều như thế mà tiết kiệm không được bao nhiêu. Vì sao tiền anh làm ra mà anh phải cần được sự đồng ý của em mới được tiêu. Vì sao anh không thể gửi tiền chu cấp cho bố mẹ hay giúp đỡ anh chị em trong nhà. Vì sao hôm trước em được tiêu khoản này mà giờ anh tiêu khoản tương tự thì không được. Vì sao lại tự ý sử dụng khoản này mà không hỏi ý kiến anh. Từ hai người gắn bó dưới một mái nhà, tư duy chia rẽ tiền anh, tiền em đã xuất hiện. Những câu hỏi nghi hoặc, bức xúc, ghen tị xuất hiện với kiểu quản lý tài chính. Một người thì phó mặc, coi việc đưa thu nhập mỗi tháng là một sự đóng góp to lớn. Và đến đó là hết, không biết người kia tiêu nó thế nào, dùng nó vào việc gì. Sẽ nghi hoặc, bức xúc khi có những vấn đề tài chính phát sinh không như mong đợi. Còn một người thì phải ra sức quản lý chi tiêu, cố gắng vun vén, nhưng khi có vấn đề thì vẫn bị chất vấn, nghi ngờ. Tôi đã từng đọc được một tâm sự của một người chồng rằng anh đang rất bực mình và khó xử khi vợ anh tự ý đem tiền tiết kiệm 300 triệu đồng của hai vợ chồng cho bạn thân của vợ vay mà không hỏi ý kiến anh. Anh rất ấm ức khi chia sẻ rằng mình đã làm lụng rất vất vả, hàng tháng đều đưa hết tiền cho vợ mà vợ lại có thể hành động như vậy. Cô vợ anh trả lời rằng, vì anh đưa tiền và nói em toàn quyền quyết định số tiền mà. Trong câu chuyện này, ai đúng, ai sai? Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, nhưng có lẽ cả hai đều cần thay đổi và thống nhất trong cách quản lý tài chính để cuộc hôn nhân của họ không đi vào ngõ cụt. Ngoài kiểu đưa hết cho một người quản lý, thì nhiều cặp vợ chồng lại chọn cách tiền ai nấy tiêu hoặc phân chia những hạng mục chi tiêu trong gia đình cho từng người. Ví dụ, vợ chi tiêu sinh hoạt gia đình thì chồng đóng tiền học cho con. Thế nhưng việc quản lý chi tiêu này rõ ràng chưa thể hiện được tính gắn kết trong quản lý chi tiêu, thậm chí đôi khi vẫn sinh ra ngờ vực. Nguyên nhân của những mâu thuẫn kể trên thường do suy nghĩ đàn ông ra ngoài gánh vác kinh tế, còn phụ nữ thiên về chăm sóc gia đình nên người phụ nữ thường phải quán xuyến việc chi tiêu. Hoặc đơn giản, họ chưa tìm được phương pháp tối ưu hơn cho việc quản lý tài chính kiểu tiền anh, tiền em. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi muốn đưa ra 3 giải pháp để cải thiện việc quản lý tài chính gia đình. Đầu tiên, đó là hãy áp dụng nguyên tắc quản lý tiền chúng ta và tiền anh, tiền em. Nghe tên nguyên tắc, chắc phần nào anh chị đã hiểu được tinh thần của phương pháp này.
theo tinh thần chung nhà, chung chí hướng, chung mục tiêu, thì tiền bạc cũng cần có những khoản mục chung để phục vụ cho những mục tiêu đó. Khoản tiền chung này cần được ưu tiên trước khi nghĩ đến những khoản tiền riêng cho mỗi cá nhân. Với nguyên tắc này, vợ chồng cần ngồi xuống thống kê thu nhập chi tiêu, bàn bạc lập kế hoạch tài chính với nhau. Từ đó thống nhất với nhau các khoản mục cần chi chung, khoản nào tách, tự chi riêng. Khoản thu nhập định kỳ theo tháng, quý hay năm của vợ chồng nên được phân bổ vào quỹ này để thực hiện những mục tiêu chính chung. Sau những khoản chung thì đến những khoản quỹ vợ, quỹ chồng. Khoản quỹ riêng này được công khai, nhưng tiêu gì thì toàn quyền do mỗi người tự quyết định. Tỷ lệ phân chia quỹ chung của chồng của vợ có thể là 80-10-10, 80-5-15, 90-5-5 hoặc 100-0-0 trong trường hợp thu nhập thấp hoặc tập trung để trả nợ. Tùy hoàn cảnh mỗi gia đình, nhu cầu chi tiêu riêng mà mỗi người sẽ có cách phân chia khác nhau. Nhưng tự chung, cách này sẽ giải quyết những tình huống kiểu như chồng cần tiền đi ăn uống với bạn bè, không cần phải khó khăn mỗi lần xin vợ, hay vợ thấy bộ quần áo hay thỏi son đẹp, không cần phải báo chồng. Hay cho biếu ai, đầu tư gì là quyền mỗi người. Mỗi người tự quản lý, tự chi tiêu khoản này. Vậy khoản tiền quỹ chung thì sao? Ai nên là người quản lý? Chúng ta sẽ đến với nguyên tắc thứ hai. Đó là chọn đúng người, đúng việc. Ai là người nên giữ tiền quỹ chung? Người kiếm được nhiều tiền hơn hay người giữ tiền giỏi hơn? Quỹ chung là khoản mục đã được thống nhất các hạng mục, sẽ có khoản tiết kiệm đầu tư, có khoản chi tiêu thiết yếu, có khoản vui chơi giải trí. Nếu chồng giỏi hơn về việc đầu tư thì khoản đầu tư sẽ do chồng đảm nhận, ra quyết định. Vợ giỏi hơn trong việc mua sắm, quán xuyến chi tiêu gia đình thì vợ sẽ đảm nhận khoản chi tiêu thiết yếu. Dù là được đảm nhận, nhưng quỹ chung không thể thiếu yếu tố minh bạch. Bất kể quyết định nào hay khoản chi nào liên quan đến quỹ chung đều cần được công khai và có sự thống nhất của cả hai. Tôi gần đây mới được nghe chia sẻ từ một vị khách hàng. Chị ấy chia sẻ rằng vợ chồng chị từ khi kết hôn đã cùng nhau ghi chép sổ chi tiêu, không sót một tháng nào, các khoản chi tiêu đều minh bạch. Và nhờ sự quản lý chi tiêu tiết kiệm tốt cùng với quyết tâm kiếm tiền cao, gia đình chị đã trả hết khoản nợ hơn 1 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy 3 năm. Ngoài ra còn có khoản đầu tư bất động sản. Hay như một người đồng nghiệp của tôi, anh ấy là chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân, còn vợ anh ấy làm marketing. Vốn là người không thích con số, không giỏi tính toán, chị giao toàn bộ việc lên kế hoạch quản lý chi tiêu cho chồng. Hàng tháng chị là người đưa lương cho chồng. Chồng chị chịu trách nhiệm lên kế hoạch từ việc lớn như mức thu nhập này thì sẽ thuê được căn hộ nào với giá bao nhiêu, cho đến những việc nhỏ như là tiền đi chợ mỗi tuần. Phần việc còn lại của chị như là tìm nhà hay đi chợ mua sắm lại là việc chị làm rất tốt. Quả là những cặp vợ chồng teamwork rất đáng ngưỡng mộ, thể hiện đúng câu thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Nguyên tắc thứ ba tôi muốn đưa đến đó là việc linh hoạt dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Đây không phải là nguyên tắc do tôi tự nghĩ ra, mà nó là bộ tiêu chí ứng xử được nêu cụ thể trong bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Nó bao trùm lên mọi khía cạnh hôn nhân gia đình, không loại trừ vấn đề tiền bạc. Áp dụng những tiêu chí trên từ bước cùng nhau lên kế hoạch cho đến bước thực hiện, tôi nghĩ tình trạng mâu thuẫn sẽ giảm đáng kể. Và anh chị cũng đừng áp lực, việc làm là phải chuẩn, phải trơn tru ngay từ đầu. Tôi đã từng nghe vị nữ tiến sĩ giáo dục Mỹ chia sẻ về cách chị ấy quản lý tài chính cùng chồng, cũng phải mất vài năm điều chỉnh vài phương pháp cho đến khi tìm ra phương pháp quản lý phù hợp. Anh chị và các bạn thân mến, tiền bạc vốn vẫn được coi là vấn đề nhạy cảm, quản lý tài chính lại là việc rất quan trọng. Nếu các cặp vợ chồng bỏ qua hoặc coi nhẹ việc cùng trao đổi, không chung tay quản lý tài chính, thì vấn đề mâu thuẫn chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên, nếu chưa làm, thì hãy làm. Nếu chưa làm tốt, hãy cải thiện. Và hãy luôn nhớ hành động theo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ.